Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mời mọi người cùng vào bếp với mình. Tối nay thì mình sẽ làm món sườn nướng nhé. Sườn thì rất là tươi này. Mình chọn sườn là sườn thăn. Thì sườn thăn rất là nhiều thịt với lại là xương bé. Đây, nhìn rất là ngon đấy ạ. Gia vị ướp sườn của mình thì cũng rất là đơn giản thôi. Gồm có hành tỏi băm nhỏ này, trụ năng, tương ớt, tiêu, nước mắm, dầu ăn và một chút hạt nêm. Thì mọi người có thể ướp tùy theo khẩu vị của từng nhà một. Nhà mình thì hay ướp như thế này, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái công thức này của mình thôi. Sau khi mà mọi người đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu thì chúng ta sẽ tiến hành ướp sườn. Xong khi mà tiến hành tẩm ướp xong thì mọi người hãy để tấm gia vị tầm 30 phút, sau đó thì mọi người sẽ chiên nha. Sau khi mà để tấm gia vị tầm 30 phút thì mình sẽ cho nó chiên không dầu và bắt đầu chiên nha. Lần đầu thì mình sẽ để nhiệt độ là 160 độ, 30 phút để cho bề mặt sườn khô ráo nhé. Trong thời gian chờ đợi sườn chín thì chúng ta sẽ đi làm nước chấm này. Công thức làm nước chấm của mình thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có 5 thìa cà phê nước mắm này, 2 thìa cà phê nước cốt chanh, 1 phần 2 thìa cà phê mì chính, 1 phần 2 thìa cà phê tương ớt và 1 phần 2 thìa cà phê tiêu. Tiếp đó thì sẽ là tỏi ớt băm nhỏ nhé. Tiến hành là băm nhỏ. Tùy khẩu vị của từng nhà mà chúng ta sẽ thêm bớt ớt nhé. Nhà mình thì ăn cũng hơi cay một chút cho nên là mình cho khá là nhiều ớt. Thì tùy khẩu vị của nhà các bạn thêm bớt để tỏi có thể nổi lên trên bề mặt của bát nước chấm cho đẹp thì mọi người nên băm nhuyễn tỏi nhé. Sau khi mà chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu thì chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào trong bát nước chấm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho chanh vào trong nước mắm này. Chúng ta sẽ cho hết phần chanh này vào. Nói đến mì chính này, tương ớt này, và cuối cùng là tiêu. Đấy, đều lên. Mọi người tuyệt đối không cho mì chính vào chanh nhé. Tại vì mì chính vào chanh thì sẽ ra một cái hỗn hợp mà sệt sệt, nhìn nó không được ngon mắt. Đấy, chúng ta sẽ cho lớp phần tỏi ớt băm vào. Chấm sườn chúng ta. Đấy, mọi người thấy phần tỏi với ớt là nó sẽ nổi lên trên mặt bát nước chấm này. Đó. Các bạn đăng to quá thì là nó sẽ chìm xuống bên dưới đấy. Đây, sau 30 phút để hâm cho bề mặt sườn khô ráo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là sau 30 phút ở nhiệt độ 160 độ thì bề mặt sườn của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Và đây là thành quả sau 30 phút ở 160 độ C. Đây nhá, bề mặt sườn đã khô hết rồi đây mọi người thấy không? Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ lật mặt còn lại lên và cũng để 30 phút 160 độ C. Bên còn lại sẽ khô và hơi có màu ngả vàng như này. Thì mình sẽ lật mặt còn lại nhá. Mình sẽ lật mặt còn lại cho vàng.
Chiên sườn bằng nồi chiên không dầu thì thịt mềm, bên ngoài thì vàng đều đẹp, còn thịt bên trong thì vẫn giữ được độ mềm và ngọt nhé mọi người. Và cái quan trọng nhất đó là ít dầu mỡ. Tiếp tục 30 phút lần hai nhé. Đây, nhiệt độ 160 độ này. Đây là mặt thứ hai thì đã xe lại rồi. Bây giờ thì mọi người sẽ lật cái mặt đối diện. Lật lại mặt rồi. Đó. Và mọi người chú ý là không để nhiệt độ quá cao lần đầu tiên. Vì là như thế thì sườn chưa chín mà vì mặt bên ngoài thì đã bị cháy rồi. Mình nên để nhiệt độ thấp cho sườn chín đã. Đây, cho thịt sườn chín. Đó, mọi người hãy để nhiệt độ cao để chúng ta lấy màu thì những thịt sườn sẽ rất là ngon nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho vào nồi chiên và để lấy màu về mặt. Để bây giờ là miếng sườn chúng ta đã chín rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để nhiệt độ là 190 độ C trong vòng 15 phút. Mọi người hãy chờ xem kết quả nhé. Thành quả của mình nhá. Sau khi mà chiên xong thì chúng ta sẽ được những miếng sườn nó vào như này. Đó. Mình có thể nhìn thấy này. Đấy. Vàng đều. Đây. Căn đến giờ đúng nhiệt độ. Và sau khi mà nồi tắt thì chúng ta đưa ra là sẽ sườn sẽ nhìn rất là ngon như này. Sau một khoảng thời gian chế biến và chờ đợi thì đây là thành quả này. Sườn rất là vàng đều, chín mềm nhé.